Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Hai đập ngăn hồ chứa nước ở Nội Mông bị vỡ sau đợt mưa lớn cuối tuần trước, khiến hơn 20.000 người bị ảnh hưởng. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm vừa qua thông báo hai đập ở hồ chứa Yongyan và Xingfa tại thành phố Hô Luân, Bố Nhĩ vỡ chiều hôm thứ Năm bởi mực nước sông Nomin liên tục dâng cao do mưa lớn. Hai con đập chắn hai hồ chứa với tổng dung tích nước là 46 triệu mét khối. Video đăng trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy nước lũ cuốn trôi một con đập làm ngập cánh đồng lân cận. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho hay lượng mưa trút xuống Hô Luân Bố Nhĩ vào cuối tuần trung bình là 107mm, nhiều nhất là 283mm tại trạm quan trắc Morindawa. Chính quyền Hô Luân Bố Nhĩ thông báo nước lũ đã khiến 20.660 người bị ảnh hưởng, 25.700 ha đất nông nghiệp bị nhấn chìm, 27 cây cầu, 128 cống và 18,6 km đường cao tốc bị phá hủy. Người dân vùng hạ lưu hai con đập đã được sơ tán từ trước nên không có thương vong. Đỉnh lũ đã qua và chính quyền đang kiểm kê thiệt hại. Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tới một số nơi trên thế giới trong những tuần gần đây như lũ lụt ở châu Âu, nắng nóng kỷ lục ở Bắc Mỹ làm tăng lo ngại về biến đổi khí hậu. Thành phố Trị Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc cuối tuần qua cũng hứng chịu đợt lũ nghìn năm có một, khiến hàng chục người chết, nhiều tuyến đường phố và hệ thống tàu điện ngầm bị nước lũ nhấn chìm. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa được sử dụng để điều tiết lũ, sản xuất điện và vận tải đường sông. Chính quyền thừa nhận 80% số hồ chứa này đã cũ, có tuổi đời từ trên 40 năm, một số tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mưa lũ càn quét miền Nam Trung Quốc, ít nhất 35 người thiệt mạng. Thưa quý vị, do bị ảnh hưởng khi mưa lớn gây lũ lụt sạt lở đất ở các khu vực miền Nam Trung Quốc khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, hàng triệu người bị ảnh hưởng. Những tuần gần đây, mưa lớn đã gây ra lũ lụt sạt lở đất diện rộng ở miền Nam Trung Quốc, phá hủy nhiều nhà cửa, đường xá và hoa màu. Tại tỉnh Hồ Nam, kể từ đầu tháng này, tổng cộng 20 người thiệt mạng, 8 người vẫn mất tích, trong khi gần 300.000 người phải di tản, khoảng 1,79 triệu người dân bị ảnh hưởng. Theo giới chức trách địa phương, mưa lớn lũ lụt đã khiến hơn 2.900 ngôi nhà ở Hồ Nam bị sập hoặc hư hại nặng nề, hơn 96.000 ha mùa màng bị phá hủy. Đây có thể coi là thiệt hại nặng nề với một tỉnh được coi là vựa sản xuất lúa của Trung Quốc. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính hơn 4,3 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 600 triệu đô la Mỹ. Tháng trước, mưa lũ sạt lở đất cũng khiến 8 người ở tỉnh Phúc Kiến, 5 người ở tỉnh Vân Nam và 2 trẻ em ở Quảng Tây thiệt mạng. Giới chức Trung Quốc cảnh giác cao độ về mùa mưa lũ năm nay, sau khi gần 400 người thiệt mạng sau trận mưa lũ nghìn năm có một ở tỉnh Hà Nam vào năm ngoái. Mưa lũ ở Trung Quốc thường xảy ra vào mùa hè, đặc biệt ở những khu vực nông nghiệp tập trung đông dân cư dọc sông Dương Tử và các nhánh của nó. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhiều năm qua cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến thời tiết cực đoan hơn, gây ra lũ lụt thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc dự báo, mưa lũ cực đoan năm nay có thể xảy ra ở các khu vực phía Nam và Tây Nam nước này cũng như vùng Tây Tạng. Kính thưa quý vị khán giả, đập Tam Hiệp lại phải đối mặt với đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng vào năm 2003, vượt cả đỉnh lũ năm 2021, nhưng các chuyên gia cho rằng bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Trung Quốc đã chuẩn bị tốt hơn để giảm thiểu tác động của bất kỳ thiên tai nào. Đỉnh lũ chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp dự kiến lên tới 78.000 mét khối mỗi giây vào 8 giờ sáng mai, lưu lượng lớn nhất trong vòng 19 năm. Để đối đầu với đỉnh lũ, các đập ở thượng nguồn sông Dương Tử bao gồm các đập Ô Đông Đức, Khê Lạc Độ và Hướng Gia Bá đều thuộc quản lý của tập đoàn Tam Hiệp sẽ cùng phối hợp với sự triển khai và vận hành công phu để cùng giữ lại nước lũ. Theo thông cáo, tập đoàn Tam Hiệp gửi thời báo Hoàn Cầu hôm nay. Theo thông cáo, các con đập sẽ thực hiện đầy đủ chức năng phòng chống lũ lụt của một hồ chứa nước trong lưu vực và chúng được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực phòng chống lũ lụt cho tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Ở Tây Nam Trung Quốc, cũng như dự án Tam Hiệp, lưu lượng xả lũ của đập Tam Hiệp sẽ tăng từ 46.000 lên 50.000 mét khối mỗi giây. Các chuyên gia thủy lợi lưu ý việc bố trí các con đập sẽ phân tán áp lực kiểm soát lũ lụt nhằm ngăn chặn đỉnh lũ siêu lớn gây ra thảm họa cho các thành phố ven sông. Dự án Tam Hiệp thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng việc chuẩn
bị cho bất kỳ đỉnh lũ nào sẽ đạt được thông qua sự phối hợp chặt chẽ của nhiều dự án hồ đập dọc theo sông Dương Tử cũng như các nhánh của nó. Gao Yanggu, một thành viên của Ủy ban Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai, nói với Thời báo Hoàn cầu hôm nay. Nhiều phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng lũ lụt và hạn hán ở Trung Quốc là kết quả của sự phát triển kinh tế, điều mà các nhà phân tích cho là vô lý vì cho thấy sự thiếu hiểu biết về các hiện tượng khí tượng, thiên tai và thiệt hại do thiên tai, ông Gao cho hay. Trung Quốc với khí hậu gió mùa luôn gặp khó khăn bởi lũ lụt và hạn hán. Một mô tả trong lịch sử của Trung Quốc về sông Hoàng Hà, một con sông lớn thứ hai ở nước này là vỡ 3 lần trong 4 năm, thay đổi dòng chảy mỗi thế kỷ. Ông Gao cho rằng biến đổi khí hậu đã tạo ra một số điều kiện thời tiết khắc nghiệt và việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông đã tạo ra ấn tượng về lũ lụt trở nên tồi tệ hơn năm này qua năm khác. Lưu ý rằng Trung Quốc hiện đã giảm nhẹ được hậu quả thiên tai rất nhiều bằng dự báo thời tiết chính xác hơn và ứng phó khẩn cấp hiệu quả. Giờ đây chúng tôi có thể dự đoán tốt hơn vị trí và thời điểm có thể mưa để sơ tán mọi người. Chiến lược cứu trợ thiên tai đã giảm thiểu thương vong, ông Gao nói. Trung Quốc đã trải qua mùa mưa bất thường trong năm 2022 với những đợt kéo dài và lượng mưa lớn hơn, chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc. Lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử và sông Hoài Hà chạm mức cao nhất kể từ năm 1961. Theo số liệu từ Bộ Quản lý Khẩn cấp, Trung Quốc cũng đã chứng kiến mức giảm 57% số người chết và mất tích liên quan đến lũ lụt và giảm 67% số vụ sập nhà so với 5 năm trước. Các nhà phân tích cho biết các biện pháp nhanh chóng sau thảm họa, chẳng hạn như thoát lũ và trồng lại hoa màu, cũng giúp nông dân tránh bị mất thu nhập, chẳng hạn như tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc. Hồ nước ngọt Bà Dương ở Giang Tây đã trải qua lũ lụt nghiêm trọng vào tháng trước, nhưng vụ lúa muộn đang được trồng để bù đắp thiệt hại. Sông Trường Giang cạn, Trung Quốc gieo mây tạo mưa. Kính thưa quý vị, hiện nay Trung Quốc triển khai phi cơ bắn các thanh iốt bạc vào mây nhằm tăng lượng mưa xuống sông Trường Giang đan cạn nước ở nhiều khu vực. Hồ Bắc ngày hôm qua thông báo triển khai nỗ lực tăng lượng mưa, điều động máy bay bắn các thanh iốt bạc vào mây, theo đưa tin. Một số khu vực khác có sông Trường Giang chảy qua cũng lên kế hoạch gieo mây, nhưng do lượng mưa mây bao phủ quá mỏng nên chưa thể thực hiện. Các thanh iốt bạc có kích thước bằng điếu thuốc lá, thường được bắn vào mây để giúp hình thành tinh thể băng. Tinh thể băng giúp mây tích tụ nhiều hơi ẩm hơn trước khi trút mưa xuống đất. Trung Quốc áp dụng kỹ thuật gieo mây từ những năm 1940 và là quốc gia có quy mô chương trình này lớn nhất thế giới. Trung Quốc từng gieo mây trước khi tổ chức Olympic Bắc Kinh năm 2008 để đảm bảo sự kiện diễn ra trong thời tiết khô ráo. Trường Giang là một trong những sông và hồ ở Bắc Bán Cầu đang dần khô hạn vì nắng nóng kéo dài, lượng mưa giảm. Hồ nhân tạo Lake Mead ở Mỹ và sông Rhine ở Đức cũng trong tình trạng tương tự. Các điều kiện thời tiết khắc nghiệt càng trở nên nghiêm trọng do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết tình trạng khô hạn trên khắp lưu vực sông Trường Giang đang ảnh hưởng xấu đến an ninh của người dân nông thôn, gia súc cũng như sự phát triển của cây trồng. Ít nhất 4,2 triệu người dân tại tỉnh chịu ảnh hưởng từ tình trạng khô hạn nghiêm trọng kể từ tháng 6, theo Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Hồ Bắc. Hơn 150.000 người khó tiếp cận nguồn nước uống, gần 400.000 hecta cây trồng bị thiệt hại vì nhiệt độ cao và hạn hán. Trung Quốc ngày hôm qua phát cảnh báo đỏ về nắng nóng cấp cao nhất ở nước này với ít nhất 138 thành phố, huyện, 373 khu vực được đặt ở cấp cảnh báo cam, cao thứ hai. Tính đến hôm qua, đợt nắng nóng ở Trung Quốc đã kéo dài 64 ngày, dài nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 1961. Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết đây là đợt nắng nóng mạnh nhất và có thể tồi tệ hơn trong những ngày tới. Nắng nóng đã buộc giới chức tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc phải yêu cầu 19 trong số 21 thành phố thuộc tỉnh dừng sản xuất tại tất cả các nhà máy trong tuần này để giảm nguy cơ thiếu điện. Tứ Xuyên có khoảng 84 triệu dân và là trung tâm ngành sản xuất của Trung Quốc. 262 trạm thời tiết đã ghi nhận nhiệt độ 40 độ C hoặc hơn, số lượng cao kỷ lục, 8 nơi có nhiệt độ chạm 44 độ C. Dự báo nắng nóng còn tiếp diễn tại lưu vực Tứ Xuyên và nhiều khu vực ở miền Trung Trung Quốc cho đến hết tháng 8. Bão số 5 đổ bộ Đài Loan khiến hơn 100 người bị thương. Quý vị thân mến, Đài Loan, Trung Quốc chuẩn bị đón cơn bão thứ 6 chỉ trong 2 ngày sau khi bão số 5 tấn công, khiến ít nhất 103 người bị thương, gây ngập úng và mất điện trên diện rộng. Bão số 5 đổ bộ Đài Loan, cơn bão mạnh số 5 với sức gió 119 km/h đổ bộ vào đất liền của Đài Loan vào đêm hôm qua, gây mưa lớn, ngập lụt, tê liệt giao thông và mất điện trên diện rộng.
cuộc sống người dân Đài Loan bị đảo lộn từ 2 ngày sau khi bão số 5 đổ bộ lên huyện Nghi Lan phía đông của Đài Loan, tạo nên những đợt sóng lớn trên 15 mét và mưa lớn gây ngập ở huyện Bình Đông ở phía nam. Ít nhất 103 người bị thương, chủ yếu do các vật thể rơi từ trên cao xuống, tai nạn giao thông hoặc bị trượt ngã trên đường. Đài Bắc ở trung tâm đảo Đài Loan cũng bị ảnh hưởng lớn từ bão số 5, mưa lớn kèm gió mạnh làm bật nhiều gốc cây, cột điện, làm hư hại hàng trăm ngôi nhà. Nhiều khu vực ở Đài Bắc bị ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ thống giao thông, điện, nước và thông tin liên lạc. Chính quyền Đài Bắc yêu cầu đóng cửa nhiều trường học, cơ quan công sở, hủy bỏ tất cả các sự kiện vui chơi giải trí, hàng chục chuyến bay nội địa và quốc tế ra vào vùng lãnh thổ này đã bị hủy bỏ. Ngày hôm qua, hãng hàng không quốc tế lớn thứ hai Đài Loan EVA Airways thông báo hủy 50 chuyến bay, ảnh hưởng hơn 30.000 hành khách. Hơn 10.000 người phải sơ tán ngày hôm qua, 5.338 binh sĩ được triển khai phục vụ công tác cứu nạn. Phần lớn dịch vụ vận tải bị đình chỉ, hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy hoặc hoãn. Gần 500.000 hộ gia đình phải chịu tình trạng cắt điện. Hiện vẫn còn 140.000 hộ chưa có điện trở lại, trong khi các dịch vụ đường sắt đã hầu hết được khôi phục. Huyện Bình Đông là nơi hứng chịu ngập lụt tồi tệ nhất, với khoảng 200 người dân bị mắc kẹt trong biển nước. Các lực lượng chức năng sau đó đã kịp thời có mặt để giải cứu. Bão hiện đã di chuyển khỏi Đài Loan, nhưng một cơn bão khác có tên là Hai Tang đang nổi lên và dự kiến đổ bộ vào đảo tối nay. Đây là lần đầu tiên trong vòng 50 năm qua, Đài Loan phải ban hành cảnh báo cho hai cơn bão lớn liền nhau. Bão số 5 là cơn bão thứ 3 đổ bộ Đài Loan trong năm nay, nhưng vùng lãnh thổ này đã phải chịu những trận mưa lớn từ hồi tháng trước. Ít nhất một người đã thiệt mạng sau trận mưa với mức nước 600mm kéo dài trong 11 giờ ở một số khu vực. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của Tin Mới.